Xin chào các bạn độc giả của Thanh Niên Game. Mình xin giới thiệu mình là Trung Nam, là giám đốc điều hành của công ty NextGen Esports và cũng là chủ iCafe Kingdom NextGen Esports Cafe. Kế hoạch mà thành lập tiệm 2 là bọn mình đã có ngay từ đầu. Tức là ngay khi mà thành lập tiệm 1 thì mình biết là mình sẽ phải mở thêm khá là nhiều chi nhánh để phục vụ cho cái nhu cầu về thể thao điện tử của thành phố Hồ Chí Minh. Do đó mà tiệm 1 mình mở ở hướng Đông và tiệm 2 mình cuối cùng mình mở ở hướng Tây như thế này, ở quận 10. Thì Phú Nhuận và quận 10 là hai cái địa điểm tập trung cái cộng đồng iCafe và eSports đông nhất thành phố. Trong tương lai bọn mình sẽ tiếp tục mở thêm ở các góc khác của thành phố nữa, chứ không chỉ có hai địa điểm như thế này. Kế của tiệm 1 của mình ban đầu cũng muốn đi theo cái hướng là cà phê internet, là đúng nghĩa cà phê và internet chứ không phải là cà phê internet theo xưa nay là chỉ có tới internet thôi. Và theo xu thế hiện tại thì cái việc sử dụng điện thoại di động để chơi game và dấn thân vào esports nữa nó đang là một cái trend mới, cho nên bọn mình đã quyết định là ở cái chi nhánh 2 này mình phải đẩy mạnh và đưa cái hình ảnh, đưa cái công nghệ eSports trên điện thoại di động vào cái thị trường. Và đó là lý do mà bên mình cố tình khai thác cái sản cà phê với những cái dịch vụ tối ưu cho game di động như là wifi cực tốt, rồi các cổng sạc USB, rồi màn chiếu, máy chiếu và những cái dãy phòng thi đấu có thể hỗ trợ cho eSports cho game di động như thế này. Thì thực trạng là hiện tại bọn mình cũng chưa chính thức khai trương, nhưng mà vào chủ nhật vừa rồi là đã có hai cái buổi giao lưu của cộng đồng game mobile Barry và Liên Quân ở ngay tại đây. Cuối tuần này sẽ có thêm một sự kiện nữa của Liên Quân, thông tin các bạn sẽ thấy được ở trên những cái cộng đồng Liên Quân. Rồi sắp tới sẽ có thường xuyên những cái sự kiện và những cái giải đấu về game mobile của Liên Quân và của một vài game khác như là Đột Kích sẽ diễn ra ở đây. Ngoài ra thì cái sảnh này vẫn tiếp tục phục vụ cho cái cộng đồng eSports truyền thống dùng PC. Sắp tới có thể là chúng ta sẽ thấy Black & Show, chúng ta sẽ thấy Dota 2, CSGO sẽ diễn ra ở đây và sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều so với cái chi nhánh 1 là nhiều thứ. Cái việc đội tuyển và cái việc tạo môi trường eSports này thực tế là nó không có hoàn toàn gọi là kết hợp với nhau theo cái kiểu như mọi người nghĩ, bởi vì tài trợ cho đội tuyển đó hoàn toàn là đam mê và hoàn toàn vì một cái tương lai của cái bộ môn đó ở trong cái eSports Việt Nam. Còn cái việc tạo cộng đồng như thế này nó đi theo cái hướng tạo sân chơi cho tất cả mọi người. Có thể những người đến đây là những người chưa hề đánh chuyên nghiệp, không có, thậm chí có thể không hâm mộ cái đội NextGen nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái sân chơi như thế này để xem. Ví dụ như Dota 2 chúng ta có xem Major, xem TI, CSGO thì có thể xem những cái giải quốc tế ở đây. Ok, ở đây sau này sẽ có 106 máy dịch vụ và 10 máy thi đấu. Thì toàn bộ 10 máy thi đấu này sẽ có cấu hình là i7, 16GB và kèm 1070 cùng với màn hình 240Hz. Còn các máy dịch vụ 106 máy kia thì mình cũng chia ra 3 phòng giống như bên Tứ, là phòng thường, phòng VIP và phòng Super VIP. Thì phòng Super VIP sẽ có màn công 140Hz. Phòng VIP sẽ là màn 140Hz luôn. Tức là ở đây sẽ có hơn 90 máy 140Hz và 23 máy thường là màn 60Hz. Thì tất cả sẽ sử dụng từ cạc 1050 Ti trở lên. Và các máy VIP và Super VIP sẽ có 16GB để hỗ trợ cho các game đòi hỏi RAM nhiều. Ở đây, tất cả các máy VIP và Super VIP đều sẽ sử dụng chuột Zowie EC2A mà các bạn game thủ rất là thích. Và tất cả 100% màn kim cương, tất cả 106 màn. Cho mình gửi lời chào tới các bạn độc giả của Thanh Niên Game và cảm ơn các bạn đã ủng hộ Kingdom NextGen Esports Cafe từ bên cơ sở 1 là số 1 Như Tứ, và cơ sở 2 sẽ nằm ở số 125/2 Hòa Hưng, phường 7, quận 10. Đi từ Siêu Hoàng Hạnh hoặc từ Nguyễn Thị các bạn 8 hoặc là 32 vào đây thì rất là gần. Khi mà chúng tôi chính thức khai trương thì bọn mình sẽ cung cấp các bản đồ và hướng dẫn chỉ đường cho các bạn.
Chào các bạn.